Kính chào bà con nông dân và các bạn. Bà con và các bạn đang đến với chương trình 365 ngày chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Thưa bà con, trong thời gian vừa qua, chương trình 365 ngày chuyển động đã có dịp thông tin đến bà con hiệu quả của các mô hình phát triển kinh tế từ cây ăn trái. Ông Nguyễn Văn Ân, xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà cũng đã ăn nên làm ra khi theo đuổi việc canh tác bưởi da xanh tại vùng đất này. Đó sẽ là nội dung được chuyển tải trong phần cuối chương trình hôm nay. Và ngay bây giờ, mời bà con và các bạn điểm qua một số thông tin nông nghiệp đáng chú ý khác. Lâm Đồng và những giải pháp phát triển cây ăn trái chủ lực. Đề án nhập khẩu gần 8,9 triệu hạt, ngọt, lá, cây, củ giống hoa các loại có bản quyền phục vụ sản xuất giai đoạn năm 2021 đến 2025. Thừa Thiên Huế và kế hoạch phát triển diện tích trồng sen. Giao thương khởi sắc, xuất khẩu cá tra của Việt Nam từng bước phục hồi. Thưa bà con và các bạn, Lâm Đồng là địa phương có điều kiện khí hậu thổ nhưỡng thuận lợi, không chỉ thích hợp cho sự sinh trưởng và phát triển của cây rau hoa, mà còn rất nhiều loại cây ăn trái khác cũng thích nghi tốt, mang lại thu nhập cao cho bà con nông dân. Trong những năm gần đây, Lâm Đồng đang từng bước phát triển cây ăn trái, trong đó có 70% diện tích sản lượng cây ăn trái địa phương được đánh giá đạt chất lượng cao. Hiện nay, Lâm Đồng có gần 24.500 hectare cây ăn trái, sản lượng đạt hơn 183.000 tấn. Phát huy lợi thế của địa phương, trong năm nay, Lâm Đồng chú trọng đẩy mạnh phát triển các chủng loại cây ăn trái chất lượng cao thông qua phát triển hình thức xen canh trong các vùng cây công nghiệp như chè, cà phê. Mặt khác, thử nghiệm một số giống cây ăn quả mới, giống cây trái vụ để cải tạo vườn tạp, thiết kế, bố trí và chăm sóc vườn cây theo hướng ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao và sản xuất. Từ đó, phấn đấu đạt mục tiêu nâng tổng diện tích cây ăn trái Lâm Đồng lên khoảng 26.000 hectare, sản lượng đạt 185.000 tấn vào cuối năm nay. Trong đó, chú trọng phát triển cây bơ và cây sầu riêng. Đây là hai loại cây trồng đã được cấp chứng nhận nhãn hiệu, có giá trị kinh tế cao, phù hợp đặc điểm sản xuất tại Lâm Đồng. Tỉnh cũng tập trung các giải pháp thu hút các nhà máy chế biến nông sản, trong đó tập trung vào các loại cây ăn trái thế mạnh. Từ việc trồng sen cây ăn trái trong diện tích cây trồng lâu năm, nông dân Lâm Đồng đã từng bước xác định được những giống cây trồng có thế mạnh phát triển ở địa phương, từ đó hướng đến phát triển vùng chuyên canh cây ăn trái. Qua kết quả nghiên cứu của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên đã đề xuất các giải pháp sản xuất chuyên canh các loại cây ăn trái chủ lực như bơ, cam, sầu riêng, chuối trên các vùng nông nghiệp Lâm Đồng gắn với sơ chế, chế biến và tiêu thụ theo chuỗi giá trị gia tăng. Để phát triển các loại cây ăn quả chủ lực như sầu riêng, chuối, cam, bơ ở Lâm Đồng, được nhóm nghiên cứu của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên cho rằng, cần tiếp tục bình tuyển xây dựng các vườn cây giống ăn quả chủ lực đầu dòng, đồng thời nghiên cứu chọn tạo các giống mới đạt chất lượng cao, khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu. Bên cạnh áp dụng các giải pháp công nghệ mới chăm sóc đạt các tiêu chuẩn Việt Gáp, Global Gáp, hữu cơ, Lâm Đồng cũng cần biện pháp canh tác rải vụ, vừa đảm bảo chất lượng sản phẩm, vừa đảm bảo lợi nhuận trên từng thời điểm thu hoạch khác nhau. Ở khâu đầu ra, với nhu cầu thực tiễn cần xây dựng quy mô liên kết vùng nguyên liệu lớn, tạo ra sản phẩm chất lượng đồng đều, xây dựng thương hiệu, mã số vùng trồng và thiết lập hệ thống truy xuất nguồn gốc. Cụ thể là tăng cường liên kết giữa các người trồng với nhau, giữa người trồng với các doanh nghiệp, khuyến khích hình thức sản xuất qua hợp đồng, tăng tính ràng buộc về trách nhiệm và lợi ích của cá nhân tham gia. Hỗ trợ thành lập nhóm hợp tác xã sản xuất, hiệp hội những người trồng cây ăn quả gắn với quy hoạch thị trường tiêu thụ, địa chỉ, quy mô sản phẩm cụ thể, diện tích sản lượng, giống, chất lượng sản phẩm, phục vụ cho nội tiêu và xuất khẩu. Thưa quý bà con, năm 2020, Lâm Đồng có 12 công ty nhập khẩu 63,42 triệu cây, củ, ngọn, cành, hạt, cành hoa, gồm 33 chủng loại giống hoa, về gieo trồng trên diện tích 322 hectare. Phần lớn giống hoa được nhập về Lâm Đồng là các loại hoa cao cấp, được trồng chủ yếu ở thành phố Đà Lạt, Lạc Dương, Đơn Dương và Đức Trọng. Những giống hoa mới được nhập khẩu từ nhiều quốc gia phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng sẽ giúp mang đến những sắc màu mới cho hoa Lâm Đồng. Sắp tới đây thì Lâm Đồng sẽ tiếp tục nhập khẩu gần 8,9 triệu giống hoa các loại. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lâm Đồng vừa phê duyệt đề án nhập khẩu gần 8,9 triệu hạt, ngọn, lá, cây, củ giống hoa các loại có bản quyền phục vụ sản xuất giai đoạn năm 2021 đến 2025 trên địa bàn với tổng kinh phí hơn 112 tỷ đồng của doanh nghiệp nhập khẩu
và 1 tỷ đồng hỗ trợ của ngành nông nghiệp Lâm Đồng. Cụ thể, toàn tỉnh Lâm Đồng nhập khẩu 23 họ với 66 giống hoa từ 10 quốc gia gồm Hà Lan, Mỹ, Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản, Israel, Costa Rica, Guatemala, Mexico, Chile. Mục tiêu đến năm 2025, diện tích trồng hoa toàn tỉnh Lâm Đồng đạt 10.800 hectare, tổng sản lượng 4 tỷ cành và 500 triệu chậu hoa các loại. Trong đó, tỷ lệ diện tích sản xuất các giống hoa có bản quyền đạt từ 35-40%, tỷ lệ hoa xuất khẩu đạt từ 15-20%. Tạm gác lại những thông tin về hoa hay cây ăn trái ở Lâm Đồng, một số thông tin nông nghiệp sau đây tại nhiều địa phương trong cả nước chắc chắn cũng sẽ nhận được nhiều sự quan tâm của bà con nông dân. Bà con và các bạn thân mến, nhằm khai thác sử dụng có hiệu quả tiềm năng đất đai trên cơ sở phát huy lợi thế giá trị của cây sen trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, tạo sự dịch chuyển mang tính bền vững từ phương thức sản xuất cũ sang phương thức sản xuất mới theo chuỗi giá trị, góp phần bảo vệ nguồn gen, kết hợp du lịch sinh thái và ẩm thực, nâng cao thu nhập cho nông dân. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch về việc phát triển trồng sen giai đoạn 2021-2025. Theo kế hoạch, sẽ thực hiện việc mở rộng diện tích trồng mới cây sen đến năm 2025, ổn định diện tích đạt 745 hectare. Trong đó, sen cao sản lấy hạt khoảng 85-90% diện tích, sen địa phương, sen Huế từ 10-15% diện tích, năng suất bình quân từ 18-20 tạ trên 1 hectare. Sản lượng ước đạt khoảng 1.200-1.400 tấn hạt một năm. Giống sen đưa vào trồng trên địa bàn tỉnh chủ yếu là giống sen truyền thống cổ Huế và sen hồng cao sản, trồng để lấy hạt, bông. Giống sen Huế ngoài vẻ đẹp quyến rũ, hạt sen có phần xốp hơn sen Bắc, sen Nam và đặc biệt hạt sen có hương vị và không chát. Đầu tư cho một hecta sen trồng mới tính trung bình khoảng 65 triệu đồng, kể cả chi phí lao động. Hiệu quả kinh tế trung bình trên 1 hecta với năng suất bình quân 15 tạ trên 1 hecta, giá bán tùy theo từng vùng, bình quân tại nhà vào thời điểm chữa vụ khoảng 45.000 đồng đến 50.000 đồng 1 kg, hạt tươi chưa bóc vỏ, cuối vụ có thể lên đến 50.000 đồng đến 55.000 đồng 1 kg, doanh thu bình quân khoảng 65 triệu đồng đến 70 triệu đồng trên 1 hecta. Để thực hiện được kế hoạch trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đưa ra 6 giải pháp cơ bản như sau. Giải pháp về kỹ thuật, giống, giải pháp về đất đai, tổ chức sản xuất, giải pháp về thông tin tuyên truyền và khuyến nông, giải pháp về mở rộng thị trường tiêu thụ, giải pháp về cơ chế, chính sách, kinh phí thực hiện kế hoạch. Vâng, bắt đầu từ giờ đến hết hè là thời điểm hoa sen nở rộ. Nếu bà con có nhu cầu mua hoa sen hay hạt sen tươi, có thể liên hệ các trang trại hoa sen ở Huế hoặc nhiều tỉnh miền Đông Nam Bộ. Chuyển sang một thông tin liên quan đến việc phối hợp tiêu thụ nông sản, cụ thể là mặt hàng vải thiều. Bên cạnh việc đưa vải thiều vào chuỗi cửa hàng trên khắp toàn quốc, thì các siêu thị cũng đang khuyến khích khách hàng đặt mua thông qua gian hàng trên các trang thương mại điện tử. Ngoài mua trực tiếp vải thiều tại hệ thống hơn 2.500 cửa hàng và siêu thị Vinmart, Vinmart Cộng trên toàn quốc, người tiêu dùng còn có thể đặt mua tại gian hàng Vinmart trên trang thương mại điện tử Lazada. Hệ thống đại siêu thị Go Big C tổ chức kích cầu tiêu thụ vải trên kênh online. Từ ngày 5 đến ngày 20 tháng 6, người dân có thể mua vải qua ứng dụng Go and Big C hoặc các nền tảng trực tuyến của doanh nghiệp trên Zalo, Facebook, Hotline và thông qua các đối tác như Tiki, GrabMart, NowFresh, Beamin. Tổng sản lượng tiêu thụ qua các kênh online của hệ thống này dự kiến đạt khoảng 100 tấn. Người dân có thể đặt hàng online, vải sẽ được giao đến tận nhà. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP, sau khi có vaccine phòng COVID-19 để ứng phó dịch bệnh, giao thương kinh tế của nhiều quốc gia đã khởi sắc, nên việc nhập khẩu thủy sản từ Việt Nam cũng tăng lên. Tính đến hết tháng 5 năm 2021, thì tổng giá trị xuất khẩu cá tra đạt hơn 600 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm 2020. Các thị trường nhập khẩu mạnh cá tra Việt Nam tăng nhanh trong thời gian này là Trung Quốc, Mỹ, Brazil và Thái Lan. Đơn cử như tổng giá trị xuất khẩu cá tra sang Brazil đạt khoảng 27 triệu đô la Mỹ, Thái Lan 26 triệu đô la Mỹ, với mức tăng lần lượt là 38,7% và 8,5% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, thị trường Mỹ cũng tăng mạnh nhập khẩu cá tra Việt Nam kể từ đầu năm 2021. Trong tháng 5, giá trị xuất khẩu cá tra sang Mỹ tăng tới hơn 120% so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 35 triệu đô la Mỹ. Tổng trị giá xuất khẩu cá tra sang thị trường Hồng Kông, Trung Quốc đến cuối tháng 5
cũng đạt khoảng 146 triệu đô la Mỹ, chiếm gần 24% tổng trị giá xuất khẩu cá tra của Việt Nam. Dự báo xuất khẩu cá tra sẽ tiếp tục tăng trưởng tốt trong thời gian tới nhờ các nước nhập khẩu kiểm soát được dịch bệnh. Tuy nhiên, nguyên liệu để các nhà máy chế biến lại có nguy cơ thiếu do chu kỳ nuôi cá kéo dài từ 7 đến 8 tháng. Hiện ngành cá tra đã có hơn 60% nguyên liệu được doanh nghiệp chủ động nuôi, đảm bảo cho thị trường phục hồi trở lại. Thưa bà con, ở Lâm Đồng, nhiều người đã không còn quá xa lạ với hình ảnh những vườn bưởi chuyên canh được hình thành trong mấy năm trở lại đây. Nông dân dần hướng đến sản xuất mang tính chất hữu cơ với hệ thống tưới tự động, sử dụng các vật tư nông nghiệp vi sinh, hữu cơ để nâng cao năng suất và chất lượng cho cây trồng này. Phần cuối của chương trình hôm nay, mời bà con và các bạn cùng tìm hiểu nhiều hơn về phương pháp trồng, chăm sóc cũng như những hiệu quả mang lại từ vườn bưởi da xanh tại xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà. Ông Nguyễn Văn Ân ở xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà quyết định đầu tư canh tác bưởi da xanh trên vùng đất này từ năm 2011. Là người đi đầu trồng loại cây có múi ở Đan Phượng, những năm đầu, nhà nông này đã phải trải qua rất nhiều khó khăn. Với điều kiện khí hậu ở Lâm Đồng, chế độ chăm sóc bón phân hoàn toàn khác biệt. Ông Nguyễn Văn Ân vẫn vừa làm vừa học hỏi kinh nghiệm. Đến đầu năm 2015, chất lượng và năng suất bưởi da xanh đã dần ổn định. Nếu so với cây bưởi với các cái cây trồng khác thì riêng gia đình tôi thấy cây bưởi này nó thu nhập nó khá ổn định mà cao hơn là so với cây cà phê. Riêng cái vùng ở Lâm Hà, Lâm Đồng này nó tháng nào nó cũng có hoa, nó hoa quanh năm. Thế nhưng mà tôi cứ căn vào cái thời điểm là để thu từ tháng 8 đến Tết. Ở vườn bưởi này, quá trình chăm sóc được áp dụng theo hướng hữu cơ, giúp cây phát triển bền vững và không độc hại. Lúc phun thuốc thì lấy tỏi, ớt, giã nhuyễn trộn với dầu ăn, các hoạt chất hữu cơ rồi phun xịt trên lá, trên thân cây, giúp đuổi côn trùng, phòng bệnh cho cây có hiệu quả mà vẫn đảm bảo an toàn. Qua nhiều năm cải tạo, khu vườn của gia đình ông Ân đã trở thành mơ ước của nhiều người. Đầu tiên nó cũng có cái khó khăn, là nó bệnh tật nhiều, mình không biết cách xử lý. Thế sau dần dần thì mình cứ làm xong rồi tự mình học với cái cây của mình. Thì tôi có những cái con côn trùng mà tôi phải úp vào cái ly. Sau khi nó nở ra con ngài, là tôi biết là cái độ đó nó lở, là tôi bắt đầu tôi dùng thuốc tôi diệt. Đấy là mất mấy năm ý là vất vả. Thế sau qua cái giai đoạn ấy thì là mình biết rồi. Mình thấy nó bay là mình đã biết nó là cái thời điểm nó đẻ trứng là mình biết, là mình trị ngay từ lúc đó. Thế là cho nên là cái nó mới có được cái thành công ngày hôm nay là do mình cũng có nhiều thời gian mình. Trên diện tích 3,8 hectare, hơn 3.000 gốc bưởi đang mang lại thu nhập cao cho gia đình. Bưởi da xanh sum suê trái, năng suất khoảng 60 tấn một hectare một năm. Đặc biệt quả bưởi có màu xanh đậm, tròn đều, múi bưởi ngọt, mọng nước, không hạt, rất được thị trường ưa chuộng. Vườn bưởi của ông có nhiều thương lái các nơi đến đặt hàng. Dù ảnh hưởng của dịch bệnh, nhưng giá bán tại vườn vẫn trung bình từ 15.000 đồng một kg. Sau khi trừ chi phí, ông có thể thu về gần 1 tỷ đồng trong năm 2020. Đặc biệt từ đầu năm 2021, giá bưởi da xanh đã lên mức 35.000 đồng một kg. Dự báo năm nay, thu nhập từ vườn bưởi của gia đình có thể sẽ tăng nhiều. Từ những thành công từ mô hình này, ông Ân cũng đã tiến hành bán cây giống cho nông dân. Sản lượng cây giống bưởi da xanh được xuất bán mỗi năm là từ 1 đến 2 vạn cây. Mô hình trồng bưởi da xanh cũng được địa phương đánh giá rất cao về hiệu quả kinh tế. Nhiều nông dân, đoàn tham quan đã đến đây tìm hiểu, học hỏi kỹ thuật. Hiện nay, cái diện tích của cái xã Đan Phượng chuyển đổi từ cái vườn cà phê già cỗi kém chất lượng sang trồng các cái loại cây ăn trái. Nhưng mà tính đến ngày hôm nay thì thấy là cái mô hình của ông Nguyễn Văn Ân này là vẫn có hiệu quả nhất. Trong cái này là có nhiều cái kỹ thuật ở trong đó cho nên là bà con cũng chưa được học qua các cái lớp chuyển giao học kỹ thuật về cây ăn trái kỹ cho nên là hiệu quả để riêng cái nhà thấy đánh giá chung là cái mô hình của Nguyễn Văn Ân là khá có hiệu quả. Cần cù chịu khó sau nhiều năm, ông Nguyễn Văn Ân đã tạo dựng được một vườn bưởi mang lại thu nhập cao cho gia đình. Ông Ân cũng đã và đang hỗ trợ nông dân địa phương chuyển đổi từ diện tích cà phê già cỗi sang trồng bưởi da xanh, từng bước phát triển diện tích vùng bưởi da xanh trên đất Lâm Đồng.
Nội dung chia sẻ đáng chú ý vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Quý vị và bà con quan tâm, đóng góp, chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365ngaychuyendonglv@gmail.com hoặc gọi điện thoại về số 02633-829-930. Đến đây thì Thanh Hải và Hải Yến xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại bà con và các bạn trong các chương trình sau.